Đây, bây giờ gia đình Happy xin chia sẻ nha. Trước mắt mọi người là con rồng chuẩn bị lúc 17 giờ chiều nay. Gia đình Happy đang phát trực tiếp trên kênh Happy TV và kênh Tuệ An Happy Family nha. Và mọi người có thể xem tường thuật 4K lại tại kênh Tuệ An Happy Family nha. Vị trí gia đình Happy đang đứng đây là chỗ khách đình. Khách đình nha. Mình nhìn nè, khách đình. Mọi người có thể coi vị trí là chiều nay sẽ diễn tập phía trước này. Rồi, chỗ này là nhà thuyền Bát Nhã, Tòa Thánh Tây Ninh nha. Chỗ nhà thuyền Bát Nhã này được xây dựng năm Bính Mùi 1967 nha. Ở trên đây có ghi chú nè, 1967 Bính Mùi nha. Cái khu vực này là để dựng chiếc xe, mọi khi là chiếc xe đó dựng vô trong đó để tránh mưa tránh gió nha. Tại bây giờ sắp mưa nữa rồi nè, mình thấy đang nhiễu hột nhẹ. Rồi, cái chỗ này là nhà thuyền Bát Nhã nha. Cái hướng này hướng ra ngoài đây. Một chút nữa mình sẽ chia sẻ cái tên đường cho các bạn cùng nhau nha. Chỗ này mình nhìn ra đây nè, mọi người nhìn thấy đó là khách đình nha. Chỗ này là khách đình. Rồi, bây giờ đang nhiễu hột nhẹ nhẹ rồi. Bên kia mọi người nhìn thấy nè, cái trụ đó là cái trụ của xe của quân đội nha, trụ xe quân đội. Bây giờ mình chạy lại đó cho các bạn xem. Tức là bây giờ nãy giờ vô mình thấy hết 4 trụ xe quân đội rồi, ở các góc 12 cửa, hình như là sử dụng tới 12 trụ lần để mà chia sẻ sóng, để phát trực tiếp và truyền hình cho toàn dân vào ngày rằm tháng 8 tới nha. Rồi, bây giờ đi vô lại nha. Con rồng, con rồng đã ráp xong rồi nha mọi người. Chiều nay 17 giờ tại ngay chỗ khách đình nhà thuyền Bát Nhã nha. Đây, mình quay cận cho mọi người nha. Rồi, còn ai mà không đi được thì có thể mở chương trình trực tiếp, phát trực tiếp của gia đình Happy TV sẽ chia sẻ cho mọi người trực tiếp chiều nay nha. Ở đây chia ra ha, trường lưu, múa đầu, trụ kế, trường lưu. Rồi còn cái trụ Ninh Lợi là trụ 1 và trụ 2. Ở đây sẽ chia phân công ra nha mọi người, phân công ra. Còn bên họ đạo Long Thành Nam là trụ 3 và 4. Mỗi một họ đạo sẽ phụ trách một phần nha. Tại này dài lắm, chia đều ra. Ở đây cuối cùng mình nhìn thấy có phần đuôi nè, là ở Ninh Hòa nha các bạn. Đây, Ninh Hòa trụ đuôi. Ở đây mình thấy công phường chim thanh lo, chim thanh lo, chim cong nha mọi người, rất là đẹp. Ở đây có thấy cái đẹp luôn. Rồi, vừa rồi là toàn cảnh, toàn cảnh đủ. Ở đây mình nhìn thấy là long, lân thì mình chưa thấy. Quy phụng đủ ba bốn con, mình nhìn thấy ba con, có quy phụng, có long. Ủa chú ơi, hình như còn con lân nữa phải không chú? Ở đây chưa có thấy con lân mà thấy ba con còn lại thôi. À, ba con này hàng chi. À, con lân buổi chiều xuống luôn lúc mà biểu diễn. Rồi, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chú. Chú kêu là buổi chiều con lân mới xuống. Hàng chi mình thấy bốn con, ở đây có mấy ba con à. Đây này có hai con quy này ha. Với lại hai con phụng này. Nhưng mà ở đây con rồng thì siêu dài rồi, quá nổi tiếng rồi nha. Còn con lân thì buổi chiều mới xuống nha mọi người. Thông tin đến mọi người nha, ai muốn nhìn thấy rõ chi tiết thì chiều nay 5 giờ tại chỗ nhà thuyền Bát Nhã. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy một vòng qua chỗ trai đường nha, cập nhật cho bạn Linh Linh nha. Ok, rồi bây giờ mình đi ra cái chỗ này để mình chia sẻ cái tên đường buổi chiều nay cho mọi người nha. Chỗ này là đại lộ Cao Thượng Phẩm, đây ngay chỗ khách đình nè. Chiều nay sẽ phát trực tiếp tại chỗ này.
chiều nay sẽ phát trực tiếp tại chỗ này. Do mình đang phát giữa hai kênh một lúc nên thỉnh thoảng chất lượng hình ảnh nó có bị gián đoạn thì các bạn thông cảm giùm nha. Bây giờ là ngay chỗ này là đại lộ Quai Linh Tiên và đại lộ Cao Thượng Phẩm nha. Đây vị trí chiều nay sẽ phát trực tiếp và biểu diễn lúc 17 giờ nha. Con lân là chiều nay sẽ mang xuống nha. Hiện tại ở đây đã có sẵn con rồng và con quy với lại con phượng rồi nha. Khách đình nhà tiền Bát Nhã nha. Rồi ở đây trạm chiều nay sẽ phát sóng trực tiếp nè. Mọi người thấy nè, cái trạm dây rất là cứng, là bự của bên Viettel nha, quân đội nè, đó đang làm nè, là ngay vị trí này luôn. Nãy giờ mình nhìn thấy 4 xe rồi nha mọi người, tức là phía bên trong sẽ tiếp nối để mà truyền hình trực tiếp với lại mảng viễn thông nó không bị nghẽn nha. Tại vì lúc đó là rất là nhiều hằng hà sa số, những người YouTube phát trực tiếp rất nhiều, nếu xong nó sẽ bị nghẽn mạng nha mọi người. Nên bây giờ phải chuẩn bị đại lộ Quai Linh Tiên và đại lộ Cao Thượng Phẩm nha. Rồi vừa rồi là mình vừa mới chia sẻ cái vị trí chiều nay sẽ phát trực tiếp biểu diễn diễn tập múa rồng nhang với lại múa rồng nhang với lại múa long lân quy phục nha mọi người. Bốn con đầy đủ tứ linh á, long lân quy phục, long là dài nhất nên chỉ có một thôi, còn những con nhỏ hơn thì sẽ là hai con một cặp một cặp một cặp nha. Long lân quy phục, đặc điểm là năm nay có một điểm đặc biệt là mỗi một cái cửa bên trong nội ô thì sẽ có hai con linh vật tượng trưng cho con linh vật để trấn giữ cái cửa đó nha mọi người. 12 cửa tòa thánh thì sẽ có 12 con linh vật, tức là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi đó nha. Nó giống như 12 con giáp trước mắt mọi người đang coi nè. Và mỗi cửa nó sẽ có con giáp tương ứng. 12 con giáp ở đây mình nhìn thấy vị trí này là đại lộ Cao Thượng Xanh nha. Ở đây mình nhìn thấy có 12 con giáp nha. Rồi thì 12 con giáp này năm nay sẽ được tương ứng đi ra từng cửa để mà canh giữ, trấn giữ ngay mỗi cửa nha. Đây có 12 con giáp nè. Đó, rồi. Bây giờ bạn Linh Linh ơi, mình đang đi ngang chỗ trai đường, mình cập nhật hiện tại chi tiết cho các bạn nha. Mọi người ngày rằm tháng 8 thì có thể đến trai đường ăn uống cơm chay dành cho du khách miễn phí, nhưng mà chỉ dành cho những ngày lễ thôi nha. Ngày thường thì mình chưa có cập nhật, chưa biết nha. Chỉ dành cho những ngày lễ thôi. Mình nghe các bạn chia sẻ là từ 12, 13 trở đi. Hiện tại thì mới có mùng 10 thôi nha mọi người. Hiện tại là mới có mùng 10 thôi. Đây, công tác chuẩn bị khá nhiều nha. Đây, rất là nhiều chén dĩa, thao, nồi, rất là nhiều, rất là nhiều. Ở đây bàn ghế luôn nè. Chỗ khu vực này là khu vực chai đường nha các bạn. Đó, phía trước chuẩn bị bàn ghế, chén dĩa rất là nhiều luôn. Wow. Đây. Đây tập kết là đây quá trời luôn. Rất là nhiều luôn nè nha các bạn. Ở trong cũng đang ăn chay nè, phía trong cũng có nha các bạn ơi. Rồi. Đây cập nhật cho bạn Linh Linh nha, hiện tại là đang chuẩn bị tới mức độ này rồi. Đây. Ok. Ủa anh ơi, ví dụ tới 12 cho đi du khách mới vô ăn đúng không anh? 13, 14, 15. À, vậy là không phải 12 mà là 13. À, rồi xin cảm ơn anh nha. Rồi, theo cập nhật du khách là 13, 14, 15 thì có thể vô ăn chai đường ở đây rất là ngon nha. Cái khu vực này gọi là chai đường du khách, khách du lịch thì ngày 13, 14, 15 nha. Rồi, ở đây đang có công tác chuẩn bị dành cho những ngày tới nha. Lúc đó là hàng triệu người, đông lắm, đông lắm. Ở đây, cái khu vực này là cái khu vực phía ở đây mình nhìn thấy phía trước là đền thánh nè. Là phía sau lưng đền thánh, phía sau lưng cái hàng rào nha. Cái đền thánh chỗ này, khu vực chai đường thì dành cho du khách vào ngày 13, 14, 15 nha. Ở đây chén đũa muỗng rất là nhiều.
vụ quá trời luôn, phục vụ hàng hà xa số ở đây, siêu siêu phẩm mới tập kết về nha. Rồi, góc khám phá Tây Ninh hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nghe bên kia đũa muỗng quá trời luôn, để dành cho 13, 14, 15 sẽ đón du khách nha. Bữa nay mới ngày mùng 10 thôi nha các bạn, đây mới ngày mùng 10 thôi nha. Đây khu vực trà đường. Wow, toàn cảnh khu vực trà đường nha. Rồi mình xin thông báo nha, chiều nay 17 giờ sẽ diễn tập Búa Rồng Nha tại chỗ Khách Đình nha. Còn ngày 13, 14, 15 trở đi thì sẽ tổ chức ăn chay khu vực này miễn phí dành cho du khách nha. Bữa nay mình đang phát trực tiếp mới ngày mùng 10 thôi nha các bạn, mới ngày mùng 10 thôi. Đây là quang cảnh tại khu vực chay đường bên trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh nha, mình đang phát trực tiếp nha. Ở đây là công tác chuẩn bị thôi nha mọi người, công tác chuẩn bị thôi nha. Tới ngày 13 thì du khách mới được vô đây sử dụng cái dịch vụ đó nha, miễn phí và rất ngon. Rồi thật thao bự lắm, cái tay mình siêu bự, bằng tay siêu bự luôn đó. Đây một lực lượng mà để làm hết cái này là siêu khủng luôn, rất là đông luôn nha mọi người, để phục vụ cho số lượng du khách toàn cả nước rất là đông luôn. Rồi ok, rồi tiếp tục mình chạy về đền Thánh nha. Khu vực mình vừa mới cập nhật đó chính là khu vực trai đường. Theo mình mới hỏi thì là ngày 13, 14, 15 trong 3 ngày nha mọi người, chứ không phải là ngày 12. Mình mới cập nhật là mới nhất nha. Ở đây hôm trước mấy cái tháp này là mới đại trùng tu, bây giờ mình nhìn thấy cũng lên màu mới rất đẹp rồi nha. Toàn bộ những hạng mục xung quanh đền Thánh đều đã xong trước ngày 15 tháng 8 hết nha mọi người. Đại trùng tu chuẩn bị 100 năm thành lập thì tới năm sau mới là sơn phết toàn bộ tòa thánh, rộng 96 hectare nha. Còn những cái hạng mục nhỏ xung quanh đền Thánh hiện tại thì đã xong kịp trước ngày 15 tháng 8 rồi nha mọi người. Đó là tất cả những hiện trạng mới nhất gia đình Tháp Bi ở đây cập nhật nha. Ở đây có một chiếc xe của quân đội tiếp này các bạn, sóng quân đội này, nãy giờ mình nhìn thấy 4-5 chiếc là nó mình chia sẻ đó. Ở đây có một chiếc xe nữa phía sau lưng ở đây, để cho băng tần ngày hôm đó sẽ không bị thiếu. Biết bao nhiêu đài và các bạn chia sẻ trực tiếp rất là nhiều ha, các bạn YouTube nè, các đài truyền hình nè, hôm đó chia sẻ rất là đông, nên nãy giờ mình thấy là 5-6 chiếc xe băng thông của Viettel tới để cài đặt quá trời luôn. Nhưng mà Vinaphone nãy mình thấy có một chiếc à, không biết nữa, bạn nào đang sử dụng của bạn nào thì mình cập nhật chia sẻ nha. Viettel thì 4-5 chiếc rồi nha, Vinaphone mình thấy có một chiếc à. Chỗ này là cũ trùng đài nha, hồi nãy mình có chia sẻ là mỗi một ngay chỗ ô cửa sẽ có một con linh vật. Thí dụ ô số 11 nè là cửa hạ viện nha, cửa hạ viện số 11 mà mọi người nhìn nè, thì ở đây có con này là hình như là con chó nè, tuất nè. Đây, ngay cái vị trí này. Rồi bên kia cũng có một con nữa. Hai, Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, đúng rồi, tuất là con chó nha. Ở đây, đây là nhà gác cửa số 11, chỗ này là cửa hòa viện nha. Vài ngày trước chỗ này là không cho xe ra vào, dựng dàn giáo tre để mà sơn phết, bây giờ là vừa mới hoàn thành được vài ngày thôi, màu mới rất đẹp luôn nha mọi người. Cửa hòa viện này là cái cửa để đi về hướng núi Bà Đen nha. Nếu bạn nào từ xa không biết thì có thể hỏi thăm người ta, đi về Tây Ninh đi đến cửa hòa viện là cái cửa này, sau đó đi vào đền Thánh rất là đẹp, rất là dễ nha mọi người. Đi vô nè, là cái hướng này là từ núi Bà Đen chạy về đây nè, dành cho các cảnh năng du lịch Tây Ninh, dành cho bạn nào đang chuẩn bị phượt vào rằm tháng 8 này đi du lịch Tòa Thánh nha. Rồi ok, cửa hòa viện ranh giới bên này là thuộc thị xã Hòa Thành, bên đối diện là thuộc thành phố Tây Ninh nha các bạn. Đây du khách đang đi vô,
rất là nhiều luôn. Wow. Rồi, vừa rồi là mình chạy một vòng ra chỗ cửa Hòa Viện. Mình sẽ cập nhật ngay cửa Chánh Môn nữa là hoàn thành cho các bạn nha. Phía chỗ này là đền thánh. Hồi nãy là mình xuất phát ban đầu là mình chia sẻ chỗ này là đền thánh rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy ra chỗ này. Ở đây mình thấy xe 64. Xe 64 là xe miền Tây nha. Xe 64 miền Tây. Xe 66, 66 thì Đồng Tháp. Mình biết số 66 nè. 65 thì Cần Thơ. 66 thì Đồng Tháp nha. Ở đây đó, ở đây mình nhìn thấy đang dựng cáp tiếp tục của xe Viettel tiếp nha. Vậy hôm đó bạn nào mang theo sim Viettel dự phòng thì rất mạnh nha. Rồi phát trực tiếp. Rồi xin chào. Ủa mình là gắn cáp bên Viettel phải không anh? Ở đây em thấy 5-6 xe lận mà sao Vina nó có một xe à? À là do bên xe đó vô sao rồi. Chứ em tưởng đâu là mai mốt có đổi sim Viettel thì nó mạnh nhất chứ. À sim Viettel mạnh nhất, anh nói sim Viettel mạnh nhất nha. Hôm đó bạn nào muốn phát trực tiếp nhớ mang sim Viettel thôi nha. Rồi xin cảm ơn. Đang xài nhà mạng khác là thấy bây giờ nhiều xe Viettel quá, chắc xài cái sim Viettel 4G quá. Rồi xin cảm ơn bạn. Sim Viettel rất mạnh nha, 4-5 xe luôn. Vinaphone chỉ có một xe thôi, còn Mobifone thì không thấy đâu. Hàng chứ. Mà mình thì đang xài Mobifone, mình không biết nói gì đây. Cập nhật cho các bạn nha. May mắn là bạn nào hôm đó phát trực tiếp Viettel thì rất là nhiều sóng Viettel, còn bạn nào mà chưa thì chuẩn bị. Cái này góc như quảng cáo giùm, nhưng mà sự thật thì mình quay bao nhiêu chiếc thì mình chia sẻ thôi nha. Ở đây tiếp một chiếc nữa nè. Rồi 5-6 chiếc thì rồi. Nãy giờ là 6 chiếc rồi nè, đem một chiếc Viettel nữa nè. Mình quay gần cho các bạn. Công tác chuẩn bị là bên trong đội Viettel đã đến hỗ trợ băng tầng cho rất là nhiều các bạn luôn nha. Mình không có quảng cáo giùm Viettel tại mình đang xài Mobi. Mình chỉ quay thôi. Rồi. Mình cập nhật tiếp. Phía trên này là bửu tháp của Đức Hộ Pháp nha mọi người. Với lại chỗ Đức Phật cưỡi ngựa. Đức Phật cưỡi ngựa thì đã chỉnh trang sơn màu mới hoàn toàn luôn rồi nha. Bữa trước là vàng giáo tre không à, bây giờ là màu mới rồi nè. Chỗ này là bửu tháp của Đức Hộ Pháp thì chỗ này cũng có chỉnh trang xong rồi, gỡ vàng giáo tre ra hết rồi nha. Gỡ vàng giáo tre ra hết rồi. Đây Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 1965 nha. Đây trước mắt mọi người là cửa Chánh Môn hay gọi là cổng Chánh Môn. Thì cổng Chánh Môn này có độ dài là 54m, cao là 9m nha. Rất là đẹp, màu mới rất là đẹp nè. Hiện tại do tòa thánh rất là lớn nên chỉ mới cập nhật cổng Chánh Môn là cái hạng mục đầu tiên hoàn thành, chứ không phải là toàn bộ tòa thánh nha. Mình chia sẻ lý do là tại sao chưa hoàn thành hết, là vì nó rất rộng. Ở đây cho mọi người thấy trực tiếp nè. Cái chỗ này là cửa thuộc về địa phận cổng Chánh Môn nè. Các màu khác còn bên trái hướng về cổng số 2 thì chưa có làm nha. Bên đây, đây màu là chưa làm gì hết nè. Còn nguyên si chưa làm gì hết nha. Là chỗ này hướng về cổng số 2 nha mọi người. Cổng số 2 hiện tại nha là đang đóng ở đẳng nha. Rồi đây cổng Chánh Môn để đón du khách. Không có dấu có chỗ xấu nha. Đẹp chỗ nào mình chỉ cho các bạn nha. Chỗ xấu là không giấu luôn, từ chỗ này chưa có làm thôi, chứ sau này sẽ làm cho hết năm sau nha. Hẻ rất đẹp nha. Từ có chỗ này đi vô là cổng Chánh Môn nè, là làm mới hoàn toàn để đón chào du khách nha, rất đẹp. Còn do tòa thánh rộng tới 100 mẫu lận, gần 100 mẫu, chính xác là 96 mẫu, nên chưa có sơn phết hết toàn bộ kịp. Cái chỗ mà dễ nhìn thấy nhất là cái cổng Chánh Môn thì sẽ chỉnh trang nó ưu tiên trước. Còn những chỗ khác thì sẽ làm tiếp tục theo sau nha mọi người. Cổng Chánh Môn này thì cao 9m, độ ngang 54m nha. Ở đây mình nhìn thấy cấu trúc là lõi tre với lại đổ bê tông nha. Bê tông cốt tre các bạn có nghe từ đó bao giờ chưa? Bằng chứng là mình đưa cho các bạn sự thật hiện tại luôn nha. Bây giờ phát trực tiếp, bạn nào đang coi đến giây phút này mới biết nha, mới thấy được nha. Đây lõi tre nè, ở dưới đây nữa lõi tre nè. À, là bên ngoài là đổ bê tông hết rồi nè mọi người. Là cổng Chánh Môn này
được xây năm 1965 nha. Tôi ghi cái năm xây 1965 ở đây nè, bên góc bên đây nha mọi người. 1965 nha. Và là bê tông cốt tre nha, mà rất là chắc chắn nha. Đền Thánh cũng vậy luôn, bê tông cốt tre rất chắc chắn luôn nha, và không có bản vẽ thiết kế nha. Đó, góc khám phá Tây Ninh dành cho những bạn nào mà chưa có biết nha. Còn những người ở đây bên đảo thì rất rành rồi, thì những người đó là họ rành rồi nha. Dành cho những bạn nào mà chưa biết thì mình chia sẻ góc khám phá thêm thôi. Thì bên đây cổng chính môn cũng hoàn thành độ dài của nó rồi. Mình tìm thấy được chiếc xe thứ hai rồi, Vinaphone VNPT chiếc thứ hai rồi, xe phát sóng lưu động. Nãy giờ mình nhìn thấy được cầu 6 chiếc xe Viettel rồi, mới có được 2 chiếc của Vinaphone. Đây, thay cái chỗ cổng chính môn mình đây. Rồi bên đây cũng chưa làm nè, là màu trắng tinh cũ. Bên đây là màu làm rồi nè nha. Góc bí mật, mình nhìn thấy xe của Vinaphone để mà phát sóng lưu động ở đây rồi nha. Mà nãy giờ thì mình không thấy của Mobi, chỉ thấy của Viettel với lại Vina thôi. Không biết Vina có còn chung với Mobi hay không. Đây là cổng chính môn nha. Phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, góc chia sẻ khám phá Tây Ninh ngày 10 tháng 8 âm lịch, nhằm ngày 24 tháng 9 dương lịch nha. Rồi, bây giờ là mình đi quay về Đền Thánh là mình hoàn thành buổi sáng nay nha các bạn. Xin thông báo các bạn là 17 giờ chiều nay tại khu vực Khách Đình, tại khu vực Khách Đình nha, sẽ diễn ra diễn tập múa rồng nhang Long Lân Quy Phụng. Thì con lân chiều nay sẽ mang về nha. Hồi nãy mình có phát trực tiếp là con long rất là dài với hai con phụng với hai con quy nha. Rồi bây giờ là mình đang hướng về chỗ này, từ cổng chánh môn đi về Đền Thánh nha các bạn. Đây, từ cổng chánh môn đi về Đền Thánh nha. Từ cổng chánh môn đi về Đền Thánh. Hiện tại mình nhìn thấy phía trước đã dựng cái dấu đỏ này để mà chuẩn bị hạn chế qua lại để mà thời cúng buổi trưa rồi nha các bạn. Mọi người nhìn thấy nè, có dấu này, nên bây giờ mình phải đi vòng qua bên kia. Trước mắt mọi người đây là cửa số 12 nha. Tòa Thánh Tây Ninh rộng 96 hecta, thì được chia thành 12 cửa. Cửa số 1 là cửa chánh môn, và trước mắt mọi người đây là cửa số 12 là cửa cuối cùng. Còn cửa số 11 là cửa Hòa Viện ngày xưa, là cái cửa hướng ra ngay đường Điện Biên Phủ nha. Ở đây mọi người thấy cái ranh giới nha, phía bên trái là thành phố Tây Ninh, còn phía cái chỗ đường này là thuộc thị xã Hòa Thành nha. Cái chỗ ranh giới là cái bờ bao hàng rào này là ranh giới nha mọi người. Bờ bao hàng rào này là ranh giới giữa thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh nha. Hướng sang trái là mọi người đi núi Bà là 9 cây số nha. Ở đây xe du khách không quẹo vô được thì không còn chỗ, sẽ đứng bên ngoài phía trước này. Phía trước có rất là nhiều xe du khách luôn nha. Rồi bây giờ chuẩn bị vô thời cúng rồi. Bây giờ xe cộ đâu có vô được. Để cái dấu phía trước giống vậy nè mọi người thấy không? Đó, đây để cái dấu vậy là đâu có quẹo vô được nữa. Chuẩn bị thời cúng rồi. Đây, đây cái dấu này là không có chạy vô nữa nha các bạn, nhưng mà có thể đi bộ vô được. Đó, không chạy vô nữa mà đi bộ vô được. Và xe ở trong, nếu lỡ vô trong rồi thì ở trong luôn, chứ không có ra nha. Rồi, như vậy là gia đình Happy vừa mới phát trực tiếp toàn cảnh Tòa Thánh Tây Ninh chuẩn bị đại lễ hội yến Diêu Trì Cung vào ngày rằm tháng 8 nha. Và bây giờ gia đình Happy xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay, dễ thương, bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Hẹn gặp lại mọi người vào chiều nay phát trực tiếp tại chỗ Khách Đình để thực hiện diễn tập múa rồng nhang nha. Diễn tập múa rồng nhang. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ gia đình Happy xin kết thúc video nha. Xin chào.